Rồi, mến chào cả nhà thân thương nha. Vâng, như thường lệ hôm nay em lại tiếp tục review mấy cài cho cả nhà mình cùng xem và tham khảo nha. Đây là những chiếc xe của các bác idol trên Đắk Lắk nha cả nhà. Và trước mặt cả nhà đây là những con xe đã độ rất là khủng khiếp nha cả nhà. Được trang bị động cơ 6 máy và có tời luôn nha. Nào, mời cả nhà mình cùng xem video và tham khảo cùng em nhé. Nay hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này. Đẩy đít rồi. Lên đi em kêu đẩy đít luôn, lên đi, lấy xe ngồi. Đẩy luôn nhá. Rồi lên đi. Oh,
chiếc xe thế này thì không còn xa lạ gì đối với những anh em trên Đắk Lắk nữa nha. Thì nay mình chỉ review để anh em xem tham khảo vui. Cả nhà nhớ like và đăng ký, nhấn chuông để được nhận thông báo những video sớm nhất của mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Tưởng thế nào?